Hello, mình chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn có thích nước Mỹ không? Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và mình rất là hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Trong chương trình lần trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn biết về từng diện bảo lãnh định cư sang Mỹ cụ thể như thế nào, thời gian đợi là bao lâu, mình đã nói rất rõ trong chương trình lần trước rồi. Thì trong chương trình hôm nay mình sẽ nói một cách cụ thể hơn cho các bạn biết về số lượng visa cho những diện định cư vào Mỹ được cấp hàng năm là bao nhiêu. Ok các bạn, tất cả những số liệu thì mình đã viết trên một tấm bảng rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau theo dõi nha. Ok các bạn, bây giờ chúng ta cùng quan sát cái tấm bảng này nha. Thì trên tấm bảng này mình đã viết lại tất cả những cái diện bảo lãnh định cư sang Mỹ mà nó chịu giới hạn bởi cái số lượng visa được cấp hàng năm của chính phủ Mỹ. Còn những cái diện mà nó không phải đợi visa và nó không có chịu cái giới hạn cái visa này thì như trong chương trình lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn biết, những cái diện mà không phải đợi visa và không có chịu cái giới hạn của visa này bao gồm là vợ hoặc chồng và con chưa thành niên của quốc tịch Mỹ và cha mẹ của quốc tịch Mỹ, là những cái diện mà không có chịu cái sự giới hạn của visa này. Có nghĩa là những cái diện đó nó giống như là được ưu tiên vậy đó các bạn. Thì nó chỉ cần nộp hồ sơ và USCIS chấp nhận, rồi sau đó thì chuyển qua NVC và làm 6 bước và đợi đến ngày phỏng vấn thôi. Nó không cần phải đợi tới thời gian visa được mở thì nó mới được đi gì hết. Nó không có chịu cái giới hạn visa. Còn trên cái tấm bảng này mình viết lại những cái diện mà nó chịu cái giới hạn visa nha các bạn. Và các bạn bắt đầu quan sát nha. Cái con số 226.000 ở dưới đó là cái con số đó, là số visa được cấp cho tất cả các quốc gia trên thế giới này được vào Mỹ mỗi năm. Có nghĩa là chính phủ Mỹ mỗi năm cho phép tất cả các quốc gia trên thế giới này được vào Mỹ là 226.000 cái visa. 226.000 cái visa tương đương với 226.000 người nha các bạn, chứ không phải là 226.000 cái visa là tương đương với 226.000 cái bộ hồ sơ. Các bạn phải lưu ý visa khác và bộ hồ sơ khác nha. Bộ hồ sơ, một bộ hồ sơ có thể là có rất nhiều người trong một cái bộ hồ sơ đó thì nó lại không có đúng như vậy. 226.000 này là 226.000 người đó các bạn. Ok, cái này là cho toàn thế giới, tất cả các nước trên thế giới này chỉ được cộng lại là bằng 226.000 thôi. Ok, rồi mình đi từ đầu nha. Cái diện đầu tiên là diện F1. Diện F1 là diện quốc tịch Mỹ, bảo lãnh, con còn độc thân và trên 21 tuổi, là con thành niên rồi mà còn độc thân đó các bạn. Thì cái diện F1 này được chính phủ Mỹ cấp cho cái số lượng visa là 23.400 cái visa. Đó, 23.400 cái visa được cấp cho diện F1. Và cái thời gian chờ đợi của diện F1 là từ 6 đến 7 năm. Ok, mình nhảy một chút xíu, mình nói qua cái diện F3 luôn. Tại vì diện F3 vẫn là cái diện quốc tịch bảo lãnh con, thành ra là mình nói luôn cái diện F3 rồi mình mới quay trở lại cái diện F2 nha các bạn. Cái diện F3 thì nó là quốc tịch Mỹ, bảo lãnh, con trên 21 tuổi và đã có gia đình. Cái diện F1 lúc nãy là con trên 21 tuổi nhưng mà chưa có gia đình. Còn diện F3 là con trên 21 tuổi của quốc tịch Mỹ đã có gia đình. Và nó giới hạn cái số lượng visa cho hai cái diện này là tương đương nhau, bằng nhau là 23.400 cái visa đều cho hai diện này hết. Tuy nhiên do cái F3 này thông thường là người ta mà đã có gia đình rồi thì bắt đầu có con rồi thêm hồ sơ của vợ chồng nữa đó các bạn, nên là nó sẽ đông hơn cái diện F1 này, rồi nó kéo dài cái thời gian ra hơn nữa, người ta đi cái diện này nhiều hơn, nó kéo dài cái thời gian ra. Do đó cái diện F1 nếu các bạn chỉ phải chờ đợi từ 6 đến 7 năm thì trong cái diện F3 này các bạn phải chờ đợi từ 11 đến 13 năm cho cái diện F3 này. Và trong chương trình lần trước mình có nói rồi, thì bây giờ mình nhắc lại một chút xíu ở cái chỗ này. Tức là khi bạn có hồ sơ bảo lãnh
diện F1, tức là cha mẹ của các bạn đi, bảo lãnh các bạn là con độc thân trên 21 tuổi của quốc tịch Mỹ. Nếu trong quá trình bảo lãnh mà các bạn có gia đình thì không sao hết, các bạn sẽ chuyển từ diện F1 sang diện F3. Thì cái thời gian đợi lâu hơn thôi, nhưng mà các bạn vẫn được đi và đi cả gia đình mình luôn. Đó, thì là cái diện F1, F3 này mình nói qua cho các bạn biết như vậy. Nó đều được cấp số lượng visa là 23.400 hết. Rồi, mình trở lại cái diện F2 nha. Cái diện F2 là diện thẻ xanh bảo lãnh. Thì cái diện F2 này nó được chính phủ Mỹ cấp cho 87.934 cái visa vào Mỹ mỗi năm cho cái diện F2, cho tổng số cái diện F2. Vì trong diện F2 người ta lại chia ra là F2A và F2B. Thì F2A là thẻ xanh bảo lãnh vợ hoặc là chồng và con chưa thành dưới 21 tuổi đó các bạn, còn độc thân và dưới 21 tuổi. Đây là diện F2A này. Rồi diện F2A này nó được chính phủ Mỹ cấp cho số lượng visa là 65.951 cái visa. Khá nhiều đúng không các bạn? Nó chiếm tới 77% trong tổng số của visa F2. Và số lượng mà thời gian chờ đợi của cái visa F2A này là 2 năm. Trong khi đó thì F2B là diện mà thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi và còn độc thân. Còn độc thân thôi nha các bạn. Thẻ xanh mà con trên 21 tuổi của thẻ xanh mà có gia đình là nó không có đi luôn. Có nghĩa là nó không còn diện nào để chuyển hết. Thì chương trình lần trước mình đã có nói rất là nhiều là nếu mà bạn chỉ được người cha hoặc người mẹ của mình bảo lãnh mình ở cái diện F2B là diện thẻ xanh bảo lãnh con trên 21 tuổi và còn độc thân đó các bạn, thì cái diện F2B này nếu mà các bạn có gia đình trong thời gian chờ đợi để bảo lãnh đó, thì các bạn sẽ không còn diện để chuyển nữa. Nó không có giống như là từ F1 sang F3, quốc tịch bảo lãnh khác và thẻ xanh bảo lãnh khác các bạn. Và cái diện F2B này nó được cho cái số lượng visa, được cấp cho số lượng visa là 26.266 cái visa mỗi năm vào Mỹ, và nó chiếm 23% trong tổng số lượng visa của F2, tức là cái số 87.934 đó các bạn. Thì các bạn lấy hai con số 65.951 và 26.266 cộng lại thì bằng cái số lượng visa của F2 là 87.934. Ok, từ diện F2B này thời gian chờ đợi là từ 5 đến 7 năm nha các bạn. Và tới cái diện cuối cùng là diện F4. Diện F4 chiếm 65.000 cái visa mỗi năm. Thì cái diện F4 này là diện quốc tịch Mỹ bảo lãnh anh chị em mình. Thì chính vì bảo lãnh anh chị em thì anh chị em có gia đình thì được mang luôn cả vợ hoặc chồng và những đứa con. Nhưng mà lưu ý là những đứa con chưa thành niên nha các bạn. Những đứa con mà còn độc thân và dưới 21 tuổi đó. Ở Mỹ thì mình gọi cái đó tạm gọi là chưa thành niên đi, chứ thật ra thì tuổi chưa thành niên là 18 tuổi. Nhưng mà trong những cái diện bảo lãnh định cư thì người ta dùng 21 tuổi không mà các bạn. Là diện F4 này là quốc tịch bảo lãnh anh chị em mình. Rồi anh chị em, người anh chị em đó có gia đình thì được mang vợ hoặc là chồng và những đứa con mà còn độc thân dưới 21 tuổi đi theo luôn. Thì diện F4 này thời gian chờ đợi là lâu nhất trong tất cả các diện, nó từ 13 đến 14 năm. Và cái số lượng visa nó được cấp cho cái diện F4 này là 65.000 cái visa mỗi năm. Ok các bạn, trên đây thì mình đã liệt kê cho các bạn thấy là số lượng visa được cấp hàng năm cho tất cả các diện nó như thế nào. Rồi, người ta mới quy định thêm một cái giới hạn cho từng quốc gia, tức là mỗi một quốc gia trên toàn thế giới này, không cần biết đó là nước nào, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia, Mexico, Philippines, vân vân, tất cả các nước vào Mỹ đều phải giới hạn bằng con số 7%. 7% là cái số của cái 7% của cái con số 226.000 đó các bạn. Có nghĩa là mỗi quốc gia không có được vượt quá cái con số 7% này. Cái số lượng visa được cấp cho mỗi quốc gia không có được vượt quá cái con số 7% của 226.000 này. Thì 7% của 226.000
tính ra là bằng 15.820 cái visa đó các bạn. Thì Việt Nam của mình bây giờ là đã vượt qua cái con số này rồi đó các bạn. Việt Nam mình bây giờ là một trong những cái nước đã vượt qua cái con số 7% này, cái con số 15.820 cái visa này rồi các bạn. Và để mình cho các bạn một thông tin về những quốc gia nó đã vượt qua cái con số 7% này, nó bao gồm là Trung Quốc, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ấn Độ, Mexico, Philippines và Việt Nam mình. Việt Nam thì mới vừa vượt qua thôi. Rồi, có một cái điều rất là thú vị ở đây và mình nói cho các bạn hiểu luôn. Lúc nãy mình nói cái diện F2A là nó được 65.951 cái visa mỗi năm cho cái diện F2A này, chiếm 77%. Bây giờ thì còn có một cái sự ưu tiên cho cái diện này. Ví dụ như khi mà một cái quốc gia mà nó, ví dụ Việt Nam đi, nó đã vượt qua cái số lượng visa rồi, tổng số visa cấp cho tất cả các diện của Việt Nam luôn, là tất cả các diện là F1, F2A, F2B, F3, F4 của Việt Nam luôn, nó đã vượt qua cái con số 7% là 15.820 này rồi, mà cái diện F2A này tính tổng số lại trên toàn thế giới và nó vẫn chưa có qua cái con số 65.951 này. Có nghĩa là trên toàn thế giới khi đó nó vẫn chưa, cái diện F2A trên toàn thế giới lúc đó nó vẫn chưa vượt qua cái con số 65.951 này. Thì Việt Nam vẫn tiếp tục, những diện F2A của Việt Nam vẫn tiếp tục được cấp cái visa nha các bạn. Có nghĩa là dù cho đã vượt qua cái mức 7% giới hạn của quốc gia mình rồi, nhưng mà cái diện F2A này tổng số trên toàn thế giới nó vẫn chưa có đạt đến cái mức 65.951 cái visa, thì nó vẫn tiếp tục được tính chứ nó không có dừng lại. Ok các bạn, trên đây thì mình đã phân tích cho các bạn thấy từng cái diện phải đợi visa như thế nào và cái số lượng visa được cấp cho từng diện nó như thế nào trên toàn thế giới. Và mỗi một nước như vậy thì nó giới hạn là 7%. Thì bây giờ là các bạn có thể hình dung ra là cái con số visa được cấp mỗi năm để cho vào Mỹ nó như thế nào. Ok các bạn, nếu mà các bạn lưu ý một chút á, thì các bạn sẽ thấy được một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, mà đó cũng là một cái sự nhân đạo của chính phủ Mỹ, theo mình nghĩ như vậy. Thì các bạn có quan sát không? Người ta vẫn ưu tiên cho cái diện F2A. Lý do là sao? Lý do là những cái người mà khi người ta vào Mỹ á, thì không phải là người ta có quốc tịch luôn, mấy năm sau rồi người ta mới thi quốc tịch, mà có thể là cũng rất là khó khăn để thi quốc tịch, không có dễ. Giống như là những người lớn tuổi chẳng hạn, họ đâu có đủ cái trình độ để họ học tiếng Anh và thi đâu các bạn. Mà muốn được thi tiếng Việt á, thì họ phải tuân theo một cái quy tắc là phải trên 65 tuổi rồi phải ở Mỹ trên 15 năm thì mới được đi thi tiếng Việt. Mà thi tiếng Việt thì chắc gì đã học bài nổi mà đậu. Thành ra là cái việc mà đợi cho đến khi có quốc tịch rồi mới bảo lãnh vợ con mình thì nó lâu quá. Và có thể là người ta không bảo lãnh được luôn, nên người ta có một cái sự cứu cánh là ở cái diện F2 này là thẻ xanh bảo lãnh. Thì thành ra các bạn quan sát, các bạn có thấy không, cái diện F2 được ưu tiên rất là nhiều. Tổng số F2A và F2B lên đến 87.934 cái visa mỗi năm. Nó cao nhất trong tất cả các cái diện luôn. Cái số lượng visa mà cấp cho từng diện thì cho diện F2 này là nhiều nhất luôn. Và trong đó người ta lại ưu tiên cho cái diện F2A hơn F2B. F2A người ta cho đến 77% và F2B chỉ có 23% thôi. Vì sao như vậy? Vì F2A là diện mà thẻ xanh bảo lãnh vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi còn độc thân. Thì người ta muốn là có sự cho người ta tách chấp thuận, cho người ta đoàn tụ gia đình của người ta, cho vợ chồng và những đứa con chưa thành niên của người ta đoàn tụ với nhau. Thì ở đây một cái điểm là mình thấy có một sự nhân đạo nào đó về phía chính phủ Mỹ, đúng không các bạn? Khi người ta ấn định cái số lượng visa này, người ta cũng
có một sự suy nghĩ nào đó. Thì đó là những cái điểm mà mình phân tích để cho các bạn hiểu vì sao người ta lại ấn định những cái số lượng visa như vậy. Ok các bạn, chương trình hôm nay thì mình chỉ nói ngắn gọn thôi để giải đáp giúp cho các bạn một số thắc mắc về cái số lượng visa được cấp vào Mỹ mỗi năm như thế nào, và những diện nào mà phải chịu visa, chịu giới hạn của visa và thời gian đợi bao nhiêu lâu. Rất mong là chương trình này sẽ góp một ít nào đó kinh nghiệm cho những bạn tìm hiểu về luật di trú Mỹ và đang có ý định là muốn vào Mỹ hoặc là đang có hồ sơ bảo lãnh định cư đi Mỹ. Ok các bạn, mình xin phép các bạn một phút để tâm sự cùng các bạn nha. Do kênh YouTube của mình mới được thành lập, thành ra là mình trong quá trình làm chương trình đó cũng có những cái sự sai sót nhất định nào đó, thì các bạn xem mong là hãy thông cảm bỏ qua cho mình, là cái điều thứ nhất mình muốn nói. Cái điều thứ hai nữa là nếu mà các bạn nào thấy chương trình của mình có tác dụng, có sự hữu ích nào đó cho các bạn, thì mong các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có thêm động lực để làm chương trình. Ok các bạn, mến chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành.